chào tất cả các anh chị và phiên trưa của em nhé. Phiên trưa nay em lên cho các anh chị một số mặt hàng tiếp theo này. Đó là mặt hàng, đây là đơn đầu tiên là hoàng nhãn nha. Một cây này, hai cây này, toàn cây đẹp không nha. Ba cây này, cái gốc này có hai cây rất là đẹp. Ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này và 8 cây nha. Gốc này cũng 2 cây. Đơn này 8 cây bắt đầu chốt, hình này rất là đẹp. Em để giá 200k. Đây là hình số 1, hình đầu tiên, hình đẹp. Đó, đây là hình 1 nhá. Sang hình 2 là một cây trâu mít to khủng đây này. Cây rất là to. Đó, con trâu mít to khủng như thế này này. Đây, rất là khủng luôn. Bắt đầu chốt con này em để giá là 450k. Đây là hình số 2 nhá. 450 xả rẻ luôn nha các bác nhá. Phiên hôm nay xả rẻ luôn. Và hình số 3. Hình số 3 em có cặp mít này. Một cây này mít lá dày luôn. Cái thứ hai này lá mít lá to lá dày. Bắt đầu chốt cặp này em để giá 270k này. Cặp rất là to. 270. Đây là hình 3. Hình 4 là hàng rời. Một cây này. Hai cây này. Và ba cây này. Ba cây rời này. Bốn cây này. Năm cây. Hai cây này rất là to rồi. Hai cây này cực kỳ to. Bắt đầu chốt thì này em để giá 250k nha. Đây là hình 4 nhé. Đó, và hình 5. Mấy cây rời về ghép nó dễ các bác. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Và năm cây này. Năm cây to này có giá 200k. Năm cây này 200k. Đây là hình số 5 nhé. Sang hình số 6. Hình số 6. Cây nguyên bản này. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Toàn mít đẹp luôn á. Bốn cây này. Và sáu cây. Sáu cây trâu mít cả to bằng nhau. Thế này bắt đầu chốt 300k cho em này. Sáu cây trâu lá mít to nha. Đây là hình số 6. Đây hình số 7. Là hai cây rất là to. Một cây này. Hai cây này. Hai cây cực kỳ to luôn. Hai cây to này. Bắt đầu chốt đây này em để giá là 280k. Hai cây to nhé. Nguyên bản nhé. 280 đây là hình 7 nhá, xả rẻ luôn, 280. Hai cây này về cây zip hình 8. Một cây trâu mít rất là to này. Em để giá là 150k này. 150, đây là hình số 8 nha. Cây trâu rất là to. Mít rụt rịt. Đây hình 9, một cây trâu rất là khủng luôn. Bản lá siêu to, cây mít thân dừa bản lá to này. Bản lá này 4 ngón tay của em luôn á. Đây là chốt cây này em để giá 350k này. Con trâu rất là khủng này, cây khủng bố lá to luôn. Đây là hình 9. Hình 10 cuối cùng. Hình 10 là mấy cây trâu rời nha. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, chín cây. Chín cây trâu rời to to như thế này, hàng 200k này. Đây là hình số 10. Đúng rồi, đây là hình 10. Phiên trưa nay có 10 đơn hàng, bất hợp yêu thương mặt hàng nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em xin chào toàn thể các bác, chúc các bác một buổi trưa vui vẻ mát mẻ nhé.